Nhà đẹp Tân An xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Hoan, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ các mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Hàng ngày công ty chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các mẫu nhà đẹp, có thể là một mẫu nhà cổ điển, tân cổ điển, mẫu nhà ống, nhà phố, nhà cấp 4, hay là một mẫu nhà mà chúng tôi vừa thiết kế vừa thi công trọn gói, để giúp các bạn có thể so sánh giữa thiết kế và thực tế, giữa các màu sơn, các màu gạch, màu sân vườn đẹp với nhau, để các bạn có thể thoải mái lựa chọn và áp dụng ngay vào công trình mái ấm của gia đình mình. Và hôm nay cứ để hẹn lại lên, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu nhà biệt thự 2 tầng mang phong cách hiện đại và được đơn vị Tân Á chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Bình tại địa chỉ Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Khi chúng tôi về khảo sát khuôn viên đất của gia đình anh, và thì anh cũng như các thành viên trong gia đình đã có trao đổi cho chúng tôi biết về ý và cái tâm tư nguyện vọng của gia đình anh, thì chúng tôi đã đưa ra một cái bản thiết kế và rất là hợp với các thành viên trong gia đình anh. Sau khi nhận được cái bản thiết kế từ chúng tôi qua cái phối cảnh 3D này, thì anh và các thành viên trong gia đình rất là ưng ý và rất là hài lòng với ngôi nhà này, với lối kiến trúc phong cách hiện đại. Phần mái ngói thì chúng tôi vẫn sử dụng ngói lợp và romatic, và hệ mái này là hệ mái Nhật, mái khá lùn. Và đối với loại ngói này thì ngoài khả năng chống nóng, nó còn có tác dụng là chống thấm và chống rêu mốc, rêu mốc bám rất là tốt ở những cái phần bờ dài, rồi những cái phục ngắn cách giữa các cái phần mái này. Chúng tôi sử dụng một cái loại ngói ốp bờ để đi vào viên ngắn, không cho nước mưa lọt vào các cái khe của những cái điểm giáp nối này. Ở khu vực đỉnh mái, khu vực đỉnh mái này chúng tôi có bố trí các cái kim thu lôi chống sét và được liên kết với nhau để đi ra phía sau công trình và được thu hồi xuống đất ở phía sau công trình, và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà nếu gặp thời tiết xấu có thể xảy ra như sấm chớp vân vân. Tông màu được chúng tôi sử dụng ở công trình này vẫn là tông màu trắng kết hợp với những tông màu tương phản như là màu nâu của những cái bức tường và cái màu gỉ ở những cái hệ giữa tường và cái cổ và gờ phấn tầng của khu vực tầng 2 và ở cái hệ chấn của cửa sổ khu vực này. Ngoài ra thì ở khu vực sảnh chính và cái sảnh phụ ở khu vực tầng 1 thì chúng tôi sử dụng một loại đá, loại gạch vấn đá. Gạch này có kích thước là 1m2 và nhân 60, rất là đẹp, màu trung tính. Toàn bộ hệ cửa của khu vực tầng 2 và phía ngoài của công trình này chúng tôi vẫn sử dụng hệ cửa nhôm kính. Đây là một loại cửa và rất là đẹp phong cách và rất là được nhiều gia chủ sử dụng trong thời gian gần đây, bởi ngoài sự vẻ đẹp mang đến cho công trình mà nó còn có tuổi thọ rất là được bền lâu. Ngôi nhà được chúng tôi thiết kế với nhiều hệ cửa ô cửa sổ như thế này, đảm bảo sự thông thoáng và đầy đủ cân bằng cân ánh sáng cho công trình, tạo điều hòa được không khí trong lành cho ngôi nhà. Và nếu nếu trời mưa thì các thành viên trong gia đình có thể đóng cửa và được nhìn suốt qua bên ngoài và ngắm được cái không gian bên ngoài, rất là thú vị và rất là đẹp nha các bạn. Ở khu vực cổ mái chúng tôi sử dụng gạch thẻ linac màu nâu
để ụp vào khu vực cửa mái, cổ mái này và cái khu vực gờ của ban công, phần tầng của giữa tầng 1 và tầng 2 này, tạo sự trang trí nhận nhã cho công trình. Và ở cái khu vực ban công của tầng 2 nữa, chúng tôi cũng sử dụng loại gạch thể Linac màu gri này để trang điểm thêm cho công trình. Và chúng tôi sử dụng màu sơn để sơn ở những cái khu vực như phần phía sau và phía trước của công trình, ở những cái phần chân trụ của công trình này. Tất cả đã kết hợp và tạo lên một hình thể rất là hài hòa, rất là sáng trọng và rất là uyển chuyển nha các bạn. Khu vực ban công thì ở tầng 2, chúng tôi sử dụng hai hệ thiết kế cho gia chủ ở cái khu vực này, một cái lam và khu vực bên này cũng một cái lam bằng sắt hộp và được sơn tĩnh điện. Ở phần lan can của khu vực tầng 2 thì chúng tôi sử dụng hệ kính cường lực và tay là tay bằng inox được chạy xung quanh khu vực ban công này, đảm bảo sự chắc chắn và rất là thánh thoát cho công trình. Ở khu vực sino của phần mái, chúng tôi sử dụng các cái đèn downlight được chạy dọc ngang theo cái phần chu vi của phần mái và kết hợp với những cái đèn trang trí được đặt ở những cái vị trí như chúng tôi chỉ đây, rất là đẹp và rất là lung linh, bố trí rất là hợp lý, hài hòa. Được các cái bóng đèn được chúng tôi bố trí đảm bảo sự đổ sáng cho công trình. Và chúng tôi cũng không quên bài trí cho không gian xanh cho ngôi nhà bằng việc thiết kế những cái ô để cho gia chủ, để ô để này như thế này để cho gia chủ có thể trồng hoa cây xanh cho công trình, đảm bảo sự trong lành, thoáng mát và đưa công trình về với thiên nhiên, gần gũi hơn với thiên nhiên để cho không khí được hòa quyện vào công trình ngôi nhà của gia chủ rất là hài hòa. Riêng hệ cửa của phần cửa chính và cái sảnh phủ này thì chúng tôi sử dụng một cái loại gỗ tự nhiên truyền thống và các cái đi kèm với đó là các cái ô gạch chập này, chúng tôi sử dụng cái loại kính cường lực ở những khoảng sáng này. Thì ở cái phần tam cấp, chúng tôi thiết kế ba bậc và mặt cổ bậc này chúng tôi sử dụng đá trắng tự nhiên, và ở mặt bậc chúng tôi sử dụng loại đá màu đen kim sa rất là đẹp. Ở khu vực sảnh khu vực chấn móng được chúng tôi sử dụng loại gạch thể giả đá được ốp vào khu vực chấn móng và chạy xung quanh móng của ngôi nhà. Ở khu vực sảnh chính này chúng tôi cũng bố trí các cái đèn ống trần cỡ lớn, đảm bảo cái sự độ sáng cho khuôn viên cái phần thềm của chính và phụ của công trình. Phía bên tay phải thì chúng tôi cũng thiết kế chỗ một cái hệ lam bằng bê tông và được ốp bằng gạch thể Linac, giống như là trùng với cái màu gạch thể của các cái gờ phấn tường như thế này, rất là đẹp và rất là chắc chắn. Ở đây là chúng ta có thể nhìn thấy một cái view trực diện của ngôi nhà, các bạn có thể thấy được những cái cửa kính được nhìn xuyên suốt vào phía trong công trình, nhìn rất là đẹp và rất là thông thoáng nha các bạn. Rồi chúng ta cùng đi vào công năng chính của ngôi nhà. Đây là phần mặt bằng kiến trúc của tầng 1. Như các bạn thấy thì đây là khu vực sảnh chính của công trình.
Chiều ngang của công trình này là 8 mét và được chúng tôi chia làm ba trục. Từ trục này đến trục này có kích thước là 4,56 mét và trục này đến trục này và có kích thước là 3,22 mét. Và chiều sâu của ngôi nhà này có kích thước là 15,47 mét và được chúng tôi chia làm 5 trục. Trục này đến trục này có kích thước là 17,2 mét. À 1,72 mét xin lỗi nha các bạn. Và trục này đến trục này có kích thước là 4 mét 19 và trục này đến trục này có kích thước là 2 mét 72 và trục này đến trục này có kích thước là 5 mét 22. Đây là khu vực sảnh chính của công trình và đi vào phía trong lại là một cái phòng khách. Đây là khu vực kệ tivi của công trình. Đi vào phía trong đây là khu vực cầu thang của công trình này và được ngăn cách với phòng khách bằng một cái hệ lõm gỗ thịt được đặt ở vị trí này. Và đi vào vào phía trong là khu vực phòng bếp và phòng ăn. Đây là khu vực đặt bàn ăn của ngôi nhà. Đây là khu vực sảnh bếp. Với khu vực này thì chúng tôi thiết kế gia chủ với kích thước là 29 mét vuông. Và đây là một cái phòng ngủ thứ nhất với diện tích là 12,9 mét vuông. Đi ra phía sau, chúng tôi thiết kế cho ngôi nhà một cái nhà vệ sinh với diện tích là 4,6 mét vuông và một cái sân rửa với diện tích 4,6 mét vuông. Khá là rộng rãi và thoải mái nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng đi lên tầng 2 của ngôi nhà. Đây là cầu thang đi lên tầng 2 của ngôi nhà này. Ở tầng 2, chúng tôi thiết kế cho gia chủ thêm hai phòng ngủ nữa, phòng ngủ thứ hai với diện tích là 12,9 mét vuông và phòng ngủ thứ ba với cùng bằng diện tích là 12,9 mét vuông. Tất cả các cái phòng ngủ này thì được chúng tôi là tính toán rất là kỹ lưỡng và rất là khoa học cho công trình, thiết kế rất là phong thủy cho các cái thành viên gia đình gia chủ. Ở khu vực tầng 2 chúng tôi thiết kế cho công trình này một cái phòng sinh hoạt chung với diện tích là 4,66 mét vuông và khu vực này là khu vực phòng thờ cúng với diện tích là 12,9 mét vuông. Đây là khu vực đi ra ban công của công trình. À, đây là khu vực ban công của phòng ngủ này cũng vậy. À, đây là đi ra cửa đi ra phòng ban công chính trước của ngôi nhà. Và ở phía sau công trình này thì chúng tôi cũng thiết kế cho công trình một cái nhà vệ sinh chung của khu vực tầng 2 và một cái sân rửa sân phơi ở khu vực tầng 2 cũng giống như tầng 1, diện tích là bằng nhau. Thì trên đây là toàn bộ cái công năng của công trình này. Chúng ta cùng một lần nữa ngắm lại cái phối cảnh của công trình này. Thực sự là bắt mắt và rất là quyến rũ nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích mẫu biệt thự này và các bạn đang có ý định chuẩn bị làm nhà và đang muốn tư vấn thì các bạn có thể liên hệ cho tôi theo số điện thoại phía dưới nhé. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website nhà đẹp tấn á.vn để tham khảo một số mẫu chúng tôi đăng trên ở trên kênh trên trên website của công ty. Trên này thì cũng có rất là nhiều mẫu để cho các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Hoặc các bạn có thể vào YouTube và gõ nhà đẹp Tấn Á, sau đó đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ một video chia sẻ nào từ chúng tôi. Trên kênh của chúng tôi có đầy đủ các cái video chia sẻ về các cái mẫu nhà đẹp liên tục và hàng ngày. Đi kèm với đó là các cái video chia sẻ về các cái kỹ thuật, kinh nghiệm thi công hiện trường. Mục đích của kênh chúng tôi là giới thiệu tới các bạn các cái mẫu nhà đẹp và giúp các bạn có một chút kiến thức về thi công xây dựng ngôi nhà công trình của mình để sau này khi các bạn làm nhà các bạn không còn bỡ ngỡ, không còn phải phụ thuộc và các bạn có một cái chút tâm lý tự tin để hoàn thành được cái
công trình để đời của cho mái ấm gia đình mình. Và đến đây tôi cũng xin hết và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.